nhờ giúp đỡ giùm chứ về hoàn cảnh nghèo quá trời, gặp ổng bệnh vậy nữa tôi không biết sao giờ không hết trơn. Đức Tính xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Đức Tính vừa nhận được cái thông tin khẩn cấp của một người hàng xóm đang nhờ đến đây để chia sẻ hỗ trợ cho một cái hoàn cảnh nghèo mà không có tiền điều trị bệnh, cho nên bây giờ dẫn đến đang hấp hối. Thì cái sự việc câu chuyện như thế nào thì Đức Tính xin mời toàn thể quý vị cùng vào bên trong để cùng Đức Tính nghe cái sự chia sẻ của gia đình như thế nào, để mọi người cùng được hiểu và có sự cảm thông chia sẻ. Đây, chú đang nằm ở trong đây. Bây giờ cái tình trạng chú như thế nào vậy? Dạ, vợ trai này cũng yếu lắm rồi. Chú bệnh cách đây bao lâu rồi? Nói chung là bệnh nay cũng gặp nặng năm rồi, nhưng mà trước không đến đổi, nhưng mà từ hôm trong Tết tới nay là chả yếu nhiều. Chú bị bệnh sao em? Dạ, bị hạ đường huyết trong mạch cầu máu gì đó. Rồi viêm phổi, rồi viêm da nữa. Rồi hiện tại tình trạng của chú đang như thế nào? Nói chung là giờ cha rất yếu, không mệt nữa. Rồi bây giờ người thân đã tập trung về để mình chờ đợi đó hả? Hồi sớm đó cha còn hơi khỏe chút á, là như cha muốn gặp con cháu gì mà không biết, nhưng mà cha không có nói nên lời. Rồi thấy vậy rồi mẹ mới điện con cháu về. Vì hiện tại ngồi trong đây là mình dỡ cái mùng lên được không? Dạ, dạ. Ở trong đây là cô, đây là... Đây là mẹ của em. Rồi bé bên đây. Đây là em gái của em. Em gái với mẹ. Dạ. Rồi hôm nay chú điều trị ở đâu mà đi về hồi nào? Dạ, ở trên Phổ Nghị á anh. Đang ở Phổ Nghị á, đã cho về hôm nay cũng có từng rồi ạ. Để mùa bánh. Có nghĩa là về chứ hình thức như thế nào, là bác sĩ... trả về hay là như thế nào? Nói chung là bác sĩ mới đầu là kêu người nhà chỉ thành phố, nhưng mà gia đình em không có điều kiện, cho nên là mới cũng bác sĩ cũng cho ở lại thì chị đâu được một tuần, mà bác sĩ nói là cho về đó, bác sĩ không có nói gì hơn. Có nghĩa là trước đó là đã kêu chuyển thành phố. Dạ. Nhưng mà mình không có tiền chuyển. Dạ, không có điều kiện. Rồi bắt đầu bây giờ nằm lại được một tuần nữa. Dạ. Thì bác sĩ kêu về luôn. Khi nhà luôn. Kêu cho xuất viện về thôi chứ bác sĩ không có nói gì hơn. Thì nói dễ hiểu rồi đó. Hồi mới nãy là anh có được cái chị ở địa phương sớm đây nè điện nhờ cho anh á. Dạ. Thì nói là chú á, là hôm rồi á, là bệnh là có nghĩa là vận động mọi người xung quanh đây là quyên góp là được chút ít mới được đi lên trên bệnh viện Phổ Nghị. Dạ đúng. Rồi khi lên chợ lên chợ nó thì bác sĩ nói là cần phải trở lên phố nhưng mà không có tiền đi thành phố. Dạ. Chính vì không có cái tiền nữa đó cho nên là mới đưa về nhà. Dạ. Mà bây giờ tình trạng là chú đang yếu ha. Dạ. Vậy là chú có mấy người con? Dạ có 3 người con. Có ông anh thứ hai, em con gái ba, rồi nhỏ gái út đang đi học lớp 6. Nhỏ nào lớp 6. Gia cảnh mình như thế nào mình? Nói chung là nhà cũng không có ruộng đất gì trơn, chỉ có em thì có chồng ở bên chồng rồi. Ừ. Có mình anh hai thì anh đi theo máy liên hợp mùa với kiếm được vài triệu mua gạo hóc rồi ăn vậy thôi chứ không có dư. Rồi cái nhà này thì mình nhà này là được có như là người ta thương, như tự từ thiện người ta cho vậy đó. Người ta cho là dạ. đất của các nhà này. Đất này là đất của bên ngoài. Chỉ cho ở vậy thôi. Cho ở là cho mình luôn hay là cho ở đậu như thế nào? Chỉ cho các nhà ở vậy thôi. À, có nghĩa cho ở tạm vậy. Dạ. À, còn bây giờ cái tình trạng của chú này là mình bây giờ không biết ai hết trơn rồi. Không hết biết không gì luôn rồi, ha. Dạ. À. À, tại vì có cái chị ở sớm nè, có điện rồi nhờ rồi. Dạ. Như đây có sự hỗ trợ tại vì chị nói là yếu lắm á. Dạ, nói chung là giờ cũng chưa có chỗ để cho chú mình nữa. Cha của mình nói chung là giờ chưa có chỗ luôn. Dạ. Giờ đất này là đã đậu cho nên là không có cho nằm ở trên đây. Dạ, có nghĩa là mình không có đất hương quả luôn hả? Dạ không luôn. Người gia đình nội ngoại ở đâu mình? Nội ngoại có cho. Nội thì cũng không có đất ruộng gì trơn á. Không có đất hương quả luôn, chưa biết tính theo luôn. Dạ chưa biết tính. Rồi gia đình mình kêu anh em dòng họ tập trung lại, có nghĩa là mình cũng đã có dự định được trong đầu cái chuyện gì rồi đúng không? Thì như vậy thì mình có cái kế hoạch gì chuẩn bị chưa? Trong gia đình chính là bên chồng em á là ở đâu nó có thiêu từ thiện cái gì đó. Ừ. Là định lỡ cha em có mất á thì
là đem thiêu rồi đem cho cốt về nhà thờ, chứ giờ đâu có đất đai đâu mà thờ chôn cha em. Như vậy thì cái khoản dự định cái hậu sự đó mình đã có chuẩn bị gì chưa? Dạ, cũng chưa luôn. Chưa có gì hết. Chưa tính được gì hết. Và như vậy mình nếu như cái chuyện đó nó xảy đến, dạ, thì mình có dự định là sẽ nhờ hỗ trợ của bên từ thiện cái vấn đề đó hay không? Dạ, em cũng mong là bà con cô bác ai thương thì giúp được gia đình em cảm ơn. À. Dạ. Tại vì cái vấn đề này thì chú hiện tại thì vẫn còn cho nên mình không dám nói trước. Dạ. Nhưng mà nếu như gia đình có cần và lên tiếng thì dạ, anh em sẽ sắp xếp. Nói chung là em cũng nhờ cộng đồng rồi mấy anh cô bác gì đó, ai cũng giúp được cái gì thì em cảm ơn. Dạ. Như vậy thì trong mấy anh em đây đi làm thì cũng có quen biết và kết nối được một số chỗ mà làm cái vấn đề hậu sự á, là người ta có cái tổ quan, hoặc là có những chỗ người ta lo cái hậu sự chọn gói luôn, dạ, là miễn phí, thì gia đình mình có nhờ chuyện này ha. Dạ. Nếu mà cô bác ai giúp được cái dự phần đó, gia đình mình cũng cảm ơn. Rồi, tại vì tại gia đình không có điều kiện. Ừ. Tại vì gì sao gì? Gì ơi, là gì dạ, thấy sao? Nhờ giúp đỡ giùm chứ về hoàn cảnh nghèo quá trời, gặp ông bệnh vậy nữa không biết sao giờ không như trên. Dạ. Tại vì cái vấn đề chú còn ở đây cho nên dạ, là mấy con không dám lên tiếng chuyện đó. Dạ. Cho nên là nếu gia đình lên tiếng thì anh em dạ, sẽ sắp xếp đỡ ha. Dạ. 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 Nếu anh giúp được thì đuổi gia đình em cảm ơn ạ. À. Rồi. Nói chung gia đình cả giờ cũng chưa có nhờ cả ai được. Rồi. Dạ. Như vậy thì bước đầu tiên thì bây giờ đã nhờ cái chuyện đó thì để lát anh em sẽ dạ, sắp xếp. Còn cái vấn đề hiện tại thì mình thấy trước đang chuẩn bị gì đó. Dọn chỗ sẵn không? Về sẵn không? Dọn chỗ. Tại cha cũng yếu quá rồi. À. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi em? Dạ, năm nay ông cũng 61 tuổi rồi. 61 tuổi. À, cô có thể chia sẻ cô thứ mấy tên gì không, được không cô? Ủa em thứ Út. Dạ. Cô thứ Út hả? Dạ. Ông chú thứ bên ảnh, ông thứ ba. Dạ, chú ba tên gì hả cô? Ba nhiều. Ba nhiều ha. Dạ. Hiện tại là mình ở đây là mình ở ấp mấy hả cô? Ở ấp 3 xã Mỹ Hòa. Ấp 3 xã Mỹ Hòa, huyện Tháp 10. Nói chung là gia đình bên nội em á là cũng nghèo. Cho nên là cha em là về đây ở với mẹ em là ở bên ngoài. Bên ngoài. Là ở từ hồi cưới tới giờ luôn. Là ở đây luôn. Từ đó giờ ở đây luôn. Bởi vì ở cha em ở đây, cô bác cũng thương không bệnh á, là cũng có nhờ cô bác đây á, người cho 5-30 gì đang đi trị bệnh đó, cũng nhờ cô bác được giúp. Rồi bảo hiểm rồi cũng cô bác cùng tiền nhau rồi mua cho cha em, thấy cha em bệnh á rồi mua cho cha em á. Ừ. Thế gia đình cũng chưa có kịp lo gì. Bệnh đó giờ bao lâu rồi cô? Nay cũng gần cả năm rồi. Năm trời rồi. Bệnh gần cả năm rồi ha. Dạ. Cảnh của cô chú ở đây thì cũng được chị Phượng ở địa phương ở gần xóm ở đây nè, thì cũng nói là chị cũng rất là nhiều lần vận động mọi người để xin tiền để chữa bệnh cho chú á, bởi vì hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Chị nói là hôm nay chị vận động để cho chú nằm viện là mấy lần rồi đó? Dạ, dạ đúng. Có mơ nằm viện Mỹ An, rồi Mỹ An mới chuyển lên trên hội nghị. Dạ. Rồi hội nghị biểu đi thành phố, giờ đâu có khả năng nào mà để đi chở đâu. Mới đầu là bệnh rồi Út mới thấy hoàn cảnh nghèo đó, mới vận động mấy chú là cho tiền mua bảo hiểm. Xong rồi mới lần đầu thì cũng không đến đổi. Dạ. Là cũng khỏe, về nhà chứ không có đi mà ngụm gì, rồi cũng ở nhà vòng vòng nhà gì đó. Rồi đợt sau này bệnh thêm mấy lần sau này nữa là cũng hơi nặng. Là Út thấy hoàn cảnh gì đó là mới vận động bà con đó, là xin tiền cho cha con chữa bệnh. Ừ, cái khoản đó có nắm được rồi. Còn cô hiện tại cô có làm gì không? Trời ơi, cô cũng bị bệnh tiểu đường rồi huyết áp rồi, ở nhà thì cũng trang rắn nó mần gà rồi nó tiêu hoàn 7 tiền những phần ở nhà dữ lắm. Vậy là làm gà mướn ha. Dạ. Vậy là cũng như làm thuê tự do. Dạ. Chứ nhỏ em đi học rồi. Còn em về nào, em có chồng gần đây không? Dạ em có chồng trên Mỹ Quý á, thì nói chung là cha mệt thì chạy về liền hả. À. Rồi như vậy hiện tại trong nhà mình đã có chuẩn bị được gì chưa? Chưa. Ví dụ như là có tiền bạc để mình không có tiền, không có tiền luôn ha. Tại vì hôm rồi ổng nằm nghỉ cũng nhiêu lo ổng. À lo hết thì cạn túi. Chồng á, em cũng hai đứa con mà cũng mặn ướng không là đâu có ruộng đất gì đâu. Nói chung là hai bên đều nghèo hết. Dạ. Rồi bây giờ khi đến giai đoạn này thì gia đình mình cũng không có còn đồng dạ, nào để có cái công tác chuẩn bị. Nói chung là
chồng em cũng đi mà mướn, mà ngày nào ăn ngày đấy hả? Nuôi hai đứa con, bây giờ thêm cha bệnh thì có nhiều cũng lo ổng hết rồi. Giờ nhà không, nói chung là giờ cũng không còn khả năng nữa đó. Ừ, vậy thì thôi thì Út có muốn nói gì không? Giờ gia đình có cố gắng ha, đừng có bớt buồn để ha. Thì nói chung thì chú bạn cũng lâu rồi, giờ mình cố gắng mình bình tĩnh ha. Rồi con gái đừng có đừng khóc nữa con. Gái không coi trời luôn. Gái học lớp 6 hả con? Lớp 6 hả? Bữa nay con không có đi học hả? Dạ, vậy cha mệt quá rồi vệ sinh cho nó về. Bữa hổm bệnh mới đầu tiên thì tính cho nó nghỉ, rồi Mạnh Thường Quân vô kêu cho nó học lại đi, rồi cho tiền đồ này kia đóng, chứ giờ nó trong phương nào. Nói chung nó đi học là nhờ bên Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho nó đi cho học. Cho được đó, 1 triệu quạt mua sách vở cặp đồ nó dễ chậm. Cho mỗi tháng hay là sao? Không, chỉ cho có một lần đó là cho 1 triệu để mua quần áo, năm mua đồ. Dạ. Con học trường nào ở đâu? Trường Mỹ Hòa 2, cháu không nói chú nghe trời. Dạ, con học trường, con học cơ sở Mỹ Hòa. Ừ, cháu nó cũng xúc động quá rồi nó không có... Dạ. Nó thấy cô với chị nói rồi nó, em nói rồi nó không nói. Dạ, là kinh tế giờ chỉ có mình ông anh hai à. Mà anh hai thì mặn có khi mặn tháng đi đó, là nghỉ có khi có tháng nó có người kêu đi máy nữa, không phải là mặn xuyên xuống. Ừ. Chị mặn thì chỉ đủ là mua đồ ăn đủ cho cha, chứ thôi cho nhỏ em đi học qua ngày thôi. Thôi thì cái bước đầu như vậy thì anh có chở theo ngoài kia 20 kg gạo để hôm lát anh đem ra đem vô hỗ trợ cho gia đình mình để đây để có sự chuẩn bị ha. Thì chắc để một lát nữa anh sẽ chích quỹ Mạnh Thường Quân gửi gia đình mình thêm để ra khiên gạo vô. Vậy là bây giờ gia đình mình thống nhất là mấy anh em sẽ bắt đầu sắp xếp nhờ cái phần quan tài ha. Rồi giúp được thì gia đình em mang ơn rồi. Anh em sẽ liên hệ cái phần đó rồi cho gia đình mình hay. Dạ. Để mình chuẩn bị cái sắp xếp để lo giúp cho gia đình ha Tết. Thôi giờ mình kết thúc video ở đây đi. Mình sẽ sắp xếp cái công việc để giúp cho gia đình. Rồi đây là 20 ký gạo của Mạnh Thường Quân vô tên. Dạ. Trước tiên là chia sẻ đến gia đình mình để mình có cái gạo nhà mình chuẩn bị. Dạ, cảm ơn. Này, thì phía trước này gia đình đang chuẩn bị dọn cái sân rồi quý vị, để chuẩn bị lo cái hậu sự cho chú. Chú Tính cũng xin khép lại video này tại đây để sắp xếp nhờ mấy chỗ mà người ta có hỗ trợ cơ quan thì rồi sẽ thông báo cho gia đình liền. Xin chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân chú tên đã gửi cho Đức Tính gạo để hôm nay chia sẻ đến hoàn cảnh khó khăn này. Xin chúc Mạnh Thường Quân thật nhiều sức khỏe, luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả các Mạnh Thường Quân đã đồng hành cùng với mấy anh em trong thời gian qua. Xin chúc cho mọi người thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc bình an. Trân trọng kính chào toàn thể quý vị.